Rồi, xin chào quý vị và các anh chị, chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về một cái danh thắng cực kỳ đặc biệt nằm tại thành phố Tây Nguyên. Hôm nay là mùng 4 Tết là nhớ thưa quý anh chị. Và đây chúng ta đang nhìn thấy Trung Nguyên E-Coffee. Đó. Thì đây chính là cái bảo tàng cà phê của tập đoàn Trung Nguyên. Và đối diện bên kia kìa. Đấy, như chúng ta đang nhìn thấy ở bên kia đó, đấy thì khu bên đó đang có một cái dự án đất nền mà Tùng thấy nó là rất là tiềm năng, vì nó đây nó nằm ngay trong trung tâm của thành phố Buôn Ban Minh Thuột. Và về Trung Nguyên E-Coffee cũng đang là một cái điểm nhấn đặc biệt dành cho những người đi đến tham quan tại cái khu vực này. Đấy. Hôm nay là mùng 4 Tết nha thưa quý anh chị. Rất là đông người đi đến tham quan tại cái bảo tàng Trung Nguyên này. Đây là một cái dự án rất là đặc biệt, là một cái niềm tự hào của những người con Tây Nguyên. Và hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu bên trong của cái khu vực bên này sẽ có cái gì nha thưa quý anh chị. Dạ, gái Tây Nguyên thì rất là đẹp nha thưa quý anh chị. Còn là anh chị nào mà có nhu cầu mà tìm hiểu về gái Tây Nguyên ấy, thì vui lòng liên hệ với Tùng nhé. Đấy. Đây là cái đường đi lên này. Và hôm nay này rất là nhiều xe cộ đi lại luôn ở tại khu vực này. Và Tùng thấy cái dự án bên kia rất là đẹp đấy nha. Đó, cái dự án mà chúng ta đang nhìn ở xa xa đấy. Cực kỳ đẹp nhé. Đứng trên cao thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái khu đất, chắc cái dự án này Tùng đoán đã đâu đó dao động trong khoảng cỡ 10 hecta thôi, chỉ là một cái dự án nhỏ thôi nhưng mà nó lại nằm trong khuôn viên của cà phê Trung Nguyên. Đây là bảo tàng cà phê Trung Nguyên thưa quý anh chị. Và đây là lối vào này. Hôm nay thì rất là đông người đi đến đây để tham quan nhé. Đây, như chúng ta đang nhìn thấy đấy. Rất là đông khách hàng nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào bên trong để khám phá về cái bảo tàng cà phê Trung Nguyên này nhé. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng mua vé ở đây nha. Rất là đẹp nha thưa quý anh chị. Đấy. Vâng, và thưa quý anh chị, và bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem qua khu Tesla này nha. Tesla Townhouse. Mẫu thiết kế nhìn có vẻ cũng khá là đẹp và bắt mắt này thưa quý anh chị. Và đây ngay đằng trước chúng ta là bảo tàng Trung Nguyên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi một vòng vào trong cái khu đất này nha thưa quý anh chị. Đường đây cũng là tên khá là hay này, Robusta này. Chúng ta đang đi xuống ngay cái khu vực bảo tàng cà phê Trung Nguyên. Thì trong cái khu này nó kết hợp cùng với một cái khu đô thị nữa. Và view ở đây thì rất là đẹp nha thưa quý anh chị. Đây là cái mặt trước này của bảo tàng Trung Nguyên này. Rồi, chúng ta hãy cùng đi vào bên trong cái khu vực này để chúng ta cùng tìm nhìn cái khu nhà phố nằm trong cái khu vực này.
Thì nói về bất động sản thì thật ra nếu những cái bất động sản nào nó nằm nó có một cái điểm gọi là điểm đặc trưng có 102 á, nó sẽ thu hút được rất là nhiều nha thưa quý anh chị. Đây là phối cảnh tổng quan của dự án này, mà nó có cái quá có cái khu ở giữa kia, đây là cái khu của cà phê Trung Nguyên này đấy, và nó có cái hồ này đấy. Phối cảnh toàn bộ cái dự án này chắc Tùng nghĩ là trong vòng khoảng cỡ 10 hecta mà thôi, à không đến 10 hecta ấy. Đây là một cái dự án rất là đẹp, mà hôm nay thì Tùng chỉ có ý định là đi coi cái qua bên cái cà phê Trung Nguyên, bảo tàng cà phê thôi. Nhưng mà thì Tùng lại thấy một cái dự án làm rất là đẹp như thế này. Đó, chúng ta đang nhìn thấy đây. Cực kỳ đẹp nhé. Đường xá và hạ tầng ở trên Tây Nguyên như vậy là rất là đẹp rồi nha thưa quý anh chị. Đó. View nhìn vào thành phố Buôn Ma Thuột này. Đối với những cái loại dự án như thế này thì nó cũng rất là tiềm năng để chúng ta có thể đầu tư được, dành cho những anh chị nào ở trên Buôn Ma Thuột. Tại vì chắc chắn một điều rằng là khi mà cái bảo tàng này nó mới được hình thành khoảng cỡ hơn một năm nay mà thôi, và khi mà nó phát triển lên, cái khu đô thị này nó phát triển lên nữa, thì chắc chắn một điều rằng đây sẽ là một cái tâm điểm về bất động sản của thành phố Buôn Ma Thuột. Và thường đâu sẽ là những cái bất động sản mà Tùng thích nhất ạ? Đây ngay là những cái lô mà nằm ngay đây này, có cái view thoáng nhất này. Đấy thì là cái lô này đấy, cái lô trên mặt tiền đường này này, và những cái lô mà Tùng đánh giá cao nhất trong cái khu này. Và ngoài những cái lô này ra thì chúng ta có thể tìm hiểu những cái lô nằm ở ngay sát những cái lô mà sẽ có cái vị trí đẹp nhất ấy, thì nó phải là ngay mặt tiền nhìn vào cái khu bảo tàng cà phê Trung Nguyên. Còn ngoài ra thì đây là những cái lô tiếp theo này. Đấy, bởi vì sao? Vì view của nó ở đằng trước này rất là thoáng nha thưa quý anh chị. Đó. Một cái khu đô thị mà nó thành công ấy, thì khi nó thu hút được cái mối quan tâm của nhà đầu tư cũng như là những người mua ở, khi mà nó hình thành, nó nằm ở trong một cái khu ân viên rất là đặc biệt của cà phê Trung Nguyên, một cái bảo tàng cà phê đấy, được chủ đầu tư rất là ưu ái như thế này, chắc chắn một điều là cái khu vực này nó sẽ là một cái khu đô thị đẹp nằm trong thành phố Buôn Ma Thuột. Sản nằm sát cái khu này chịu đậm, cái bảo tàng rất là đẹp luôn, và đây rõ ràng là một cái điểm mà không chỉ ngày Tết đâu, ngày thường cũng sẽ cực kỳ thu hút người đến đây để tham quan, như là sau này dân Buôn Ma Thuột thì họ cũng sẽ mua những căn nhà ở đây để họ an cư lạc nghiệp nhé. Đây là khu vâng, và bây giờ chúng ta đã đi vào phía bên trong của cái bảo tàng Trung Nguyên này rồi nhé. Đây về cái không gian tổng quan của nó thì chúng ta đang nhìn thấy đây đấy. Đó thì chúng ta vừa mới bắt đầu đi vào ngay từ ngay đây này, đi vào trong cái cổng mà chúng ta đang đứng ở ngay khu vực này và nhìn tổng quan ở đây. Về giá vé ở trong khu vực này thì nó sẽ có hai cái dạng giá vé nhé. Anh chị đi mặt bên trên này á, thì nó sẽ có mức giá là 75.000. Còn nếu chúng ta đi dưới tầng hầm nữa thì sẽ là mức giá 100.000.
và đi cả trên cả dưới thì cái giá tổng combo của nó sẽ chỉ là 150.000 mà thôi. Đấy. Và đây là những bảo tàng, những cái hình ảnh đầu tiên của bảo tàng khi mà nó mới được hình thành tại đây. Và đây cũng chính là một cái điểm gọi là một điểm check-in cũng như là một cái điểm niềm tự hào của người dân Buôn Ma Thuột khi mà có cái bảo tàng cà phê nằm tại thủ phủ cà phê Tây Nguyên. Thì trong những năm vừa qua thì về bất động sản ở cái khu vực miền Sài Gòn của chúng ta đã phát triển rất là nhiều rồi. Và trong những năm tới đây thì về bất động sản của khu vực Tây Nguyên nó sẽ phát triển nhiều hơn, đặc biệt là các khu vực Bảo Lộc, Đà Lạt. Và hiện tại thì một vài năm gần đây thì bên Buôn Ma Thuột cũng đang có phát triển những cái dòng bất động sản riêng của nó. Và tất nhiên là những anh chị mà ở trên cái khu vực này ấy, họ đầu tư ở đây họ vẫn đang kiếm lời rất là tốt nha thưa quý anh chị. Và đây là chúng ta có một quầy cà phê này, kỳ đẹp nha thưa quý anh chị. Đó. Vâng, và chúng ta đi ra phía ngoài của quán cà phê nhé. Trong những năm vừa qua thì Bảo tàng Cà phê Trung Nguyên là một cái điểm check-in không thể nào bỏ qua, nằm tại thành phố Buôn Ma Thuột. Và anh chị đã nhìn thấy cái view này rất là đẹp. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào phía bên trong của Bảo tàng Cà phê Trung Nguyên để tìm hiểu phía bên trong nha thưa quý anh chị. Chúng ta sẽ đi lướt qua quán cà phê. Đó, không gian quán cà phê này. Đây chính là cái không gian đầu tiên của quán cà phê bên trong này thưa quý anh chị. Đó. Và đây là không gian bên ngoài nhá thưa quý anh chị. Ở Tây Nguyên thì chúng ta phải nói về văn hóa đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Trên Tây Nguyên thì đồng bào dân tộc chính trên cái khu vực này là người Ê Đê, người
và người người Lạch, người Lạch ở ở bảo ở bên Đà Lạt. Còn đa số đối với những cái người mà ở trên vùng đất Buôn Ma Thuột ấy, thì hầu hết là người dân ED. Và đây chúng ta sẽ có một số cái biểu tượng của Tây Nguyên đây. Là voi ở Tây Nguyên nha thưa quý anh chị. Nhưng đáng tiếc là trong những năm vừa qua thì số lượng voi ở tại thành phố Buôn Ma Thuột bây giờ cũng đang giảm sút rất là nhiều. Và nó cũng cần được cái cộng đồng chung tay hỗ trợ giúp đỡ để bảo vệ cái nguồn voi ở Tây Nguyên. Và đi lên trên Buôn Ma Thuột này, nếu anh chị mà muốn đi cưỡi voi, đi ngắm voi trực tiếp thì anh chị có thể đi đến khu vực Bản Đôn, cách Buôn Ma Thuột khoảng cỡ 30 cây là chúng ta sẽ có một khu du lịch Bản Đôn. Đó. Chắc có lẽ anh chị chưa biết nguồn gốc về quán của cà phê đâu anh thư quý anh chị. Cà phê thì thật ra được người Pháp đưa đến Việt Nam vào cái trong cái khoảng thời gian Pháp thuộc. Nhưng mà chính xác ra về nói về cà phê Tây Nguyên á, phải cà phê, nguồn gốc từ cà phê nó xuất phát từ một đất nước châu Phi là Ethiopia, là một cái đất nước rất là xa xôi. Và sau đó thì khi mà người châu Âu người ta mang đi đến châu Âu và phát triển á, thì sau đó họ mang đến ở Việt Nam, và trên vùng đất Tây Nguyên này thì nó sẽ có một số cái vùng canh tác đặc trưng mà người Pháp người ta đã tìm hiểu trên cái khu vực này. Và rồi khi mà họ mang cái cà phê lên trên vùng đất Tây Nguyên này thì họ biến vùng đất Tây Nguyên này trở thành một cái thủ phủ của cà phê, đặc biệt là khu vực Buôn Ma Thuột và khu vực Đắk Lắk nha quý anh chị. Đấy. Thì nói về cà phê thì chúng ta sẽ có hai loại cà phê chính là cà phê Robusta và là cà phê Arabica như chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Cà phê Robusta thì ở Việt Nam mình đa số là chúng ta sẽ phát triển về cà phê Robusta, bởi vì cà phê Robusta thì nó chỉ được trồng trên những cái khoảng đất cao từ khoảng cỡ 500-800 mét. Nhưng cà phê Arabica thì cần phải có cái độ cao của nó lên đến cái vùng đất cao để trồng cái cà phê lên đến 1.500 mét. Thì chính vì vậy mà trên cái vùng đất Tây Nguyên của Buôn Ma Thuột ấy, thì cái vùng đất cao hơn 1.500 mét thì chỉ có cái vùng Đà Lạt mà thôi. Thì cho nên là hầu hết là hơn 90% sản lượng của chúng ta là dòng Robusta và dòng Lai nha. Thế thì đây là một cái mô hình rang xay cà phê tại cà phê Trung Nguyên này. Đấy. Một cái mô hình nhà sàn tượng trưng của khu vực Tây Nguyên đây. Và chúng ta sẽ nhìn đây cà phê Arabica và cà phê Robusta này. Đấy, độ cao của Arabica là 1.000 nhưng mà thật ra 1.500 mét nên là độ cao đẹp của nó. Và trên thế giới thì về cà phê thì đa số là cái cà phê mà được cái người nước ngoài họ ưa chuộng ấy là cà phê Arabica. Cho nên là cái cà phê Việt Nam hiện tại chúng ta là đất nước thứ hai trên thế giới về xuất khẩu cà phê và kinh doanh cà phê, nhưng chúng ta lại không có cái tiếng trên thế giới nha thưa quý anh chị. Vì đa số cà phê của chúng ta và cà phê Robusta không phù hợp, nó không có phải là cái mà người nước ngoài họ thích, tại vì họ thích cà phê cái vị của Arabica hơn, hơi nhẹ nhàng hơn, một chút chua một chút xíu. Còn đối với Robusta thì nó rất là mạnh và nó rất là đắng nha thưa quý anh chị. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số cái công cụ lao động của người dân Tây Nguyên. Nó rất là đơn giản như thế này thôi. Về Buôn Ma Thuột thì trong những năm gần đây thì nó đang được đẩy mạnh về thị trường bất động sản.
vì Buôn Ma Thuột được định hướng trở thành là thủ phủ của Tây Nguyên về kinh tế và đặc biệt là về phát triển các cái đặc sản như là cà phê, hồ tiêu, rồi cacao, những cái đặc sản của Tây Nguyên nhé, thưa quý anh chị. Đấy. Đấy, bảo quản cà phê thì cà phê là một thực phẩm có các phân tử hương nhanh, chống bị mất mùi tiếp xúc khi tiếp xúc không khí dù chúng ta ở dạng cà phê bột hay cà phê hạt. Để giữ được mùi vị và hương thơm của cà phê được lâu hơn, tươi ngon hơn cần đảm bảo cà phê đúng cách, không luôn đựng cà phê trong hộp sạch mờ đục và kín khí để bột cà phê của bạn có thể không bị mất mùi. Thế thì thật ra thì trước đây thì cà phê ở trên Tây Nguyên trước khi rang xay thì người ta có thể bỏ vào bao bố. Nhưng mà khi mà rang xay xong rồi thì người ta sẽ cần phải bỏ vào trong một cái không gian kín nhằm mục đích là giúp cho cái hương vị của cà phê nó sẽ không bị mất đi. Đấy. Thì đây ngoài chúng ta có quán cà phê bên ngoài này. Rồi. Trang phục của đồng bào Tây Nguyên này thưa quý anh chị. Đấy. Chúng ta sẽ có. Và ở trên Tây Nguyên thì đa số ngày xưa khi mà xây dựng các căn nhà ở đây thì đều sử dụng vật liệu chính là gỗ thôi. Vâng, và chúng ta hãy cùng đi nhìn kỹ về trang phục của người đồng bào Tây Nguyên nha thưa quý anh chị. Đấy. Ngày xưa thì đồng bào chính trên đây sẽ là tên người Ê Đê, sau đó thì có một số người dân tộc khác như là Lùng, người dân tộc Tày từ Cao Bằng đi vào trong khu vực Buôn Ma Thuột, họ đến đây để họ phát triển. Đấy. Anh chị có biết đây là những gì không? Đây là nấm linh chi này. Còn cái này là vỏ quế này. Và cái hạt kia là hạt gì ta? Không nhớ lắm. Hạt cà phê này. Thì cà phê trên Tây Nguyên còn có một loại cà phê ngoài những cà phê bình thường chúng ta hay thấy ra thì còn những loại cà phê rất là đặc biệt như trên Đà Lạt đang phát triển là cái loại cà phê trồn nhé. Cà phê trồn có mức giá dao động khoảng cỡ 1.000 đô trên 1 mét ký thôi. Cũng không mắc gì lắm đâu thưa quý anh chị. Và đó là một loại cà phê rất đặc biệt. Và để được thưởng thức những loại cà phê này thì người ta phải trả rất là nhiều tiền nha. Đây những hạt cà phê Tây Nguyên này. Cực kỳ đẹp luôn phải không thưa quý anh chị. Đó. Đây là phía bên ngoài. Về phong cách thiết kế của cái bảo tàng cà phê này rất là hay. Về những cái công cụ này, chế biến cà phê này, cân đo đong đếm này. Đấy.
Và khi đây là một cái điểm mà thu hút rất là nhiều người đến để tham quan cũng như là thưởng thức cà phê tại Cà phê Trung Nguyên, thì rõ ràng là nơi đây sẽ trở thành một cái nơi mà được rất là nhiều người chú ý. Thì các cái bất động sản nằm xung quanh cái khu vực này nó cũng sẽ là những cái bất động sản mà chúng ta có thể quan tâm được. Đấy, thì về giá thành của cái bất động sản kia thì để chắc Tùng phải kiểm tra lại xem là hiện tại giá như thế nào, thì Tùng sẽ thông báo với quý anh chị. Đấy. Rồi, cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi video clip này, và hy vọng quý vị và các anh chị đã có một cái nhìn về cái khu bảo tàng cà phê của Cà phê Trung Nguyên nằm tại thành phố Buôn Ma Thuột. Và nếu như anh chị nào có khi mà có cái nhé dịp mà đi lên trên Buôn Ma Thuột thì đây là một cái điểm mà anh chị nên ghé một chút thời gian để tham quan, tại vì đây là một cái điểm rất là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi video clip này, và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị.